OK. Uh, xin chào tất cả các nhà đầu tư. Xin chào những người bạn của Phan Anh. Uh, chúng ta lại học uh, một số những cái kinh nghiệm và nguyên tắc đầu tư tiếp theo nhá, để không mất thời gian nữa. Vâng, uh, rất nhiều rất nhiều các kinh nghiệm là chúng ta hãy lắng nghe và thấu hiểu nó, uh, chiêm nghiệm nó và áp dụng nó được chưa ạ? Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong thị trường uh, khi mà thị trường đi lên thì ai cũng nghĩ mình là thiên tài, đúng không Bởi vì mình thấy khớp lệnh suốt lãi cứ về. Đó. Và rất nhiều bạn trẻ trong thị trường coi bây giờ là kiếm được cực kỳ nhiều tiền Và thực sự nghĩ mình rất giỏi giang và là thành thiên tài Điều đấy là rất tuyệt vời Đúng không ạ? Và tôi sợ rằng rất nhiều nhà đầu tư mà kiếm tiền theo cách đó và có nhiều tiền sẽ trở nên uh, thiếu kiểm soát bản thân và rất có thể là họ cũng sẽ hết tiền Ở trên mạng thì tôi đọc rất nhiều cái bài viết theo kiểu như là Tôi đã từng có 40 Bitcoin, tôi đã từng có 50 Bitcoin, tôi đã từng có 100 Bitcoin Và bây giờ thì tôi cũng không có Bitcoin nào bởi vì ai cũng nghĩ mình là thiên tài khi thị trường đi lên Khi mà kiếm tiền quá dễ Đúng không ạ? Khi mà không tuân thủ các nguyên tắc Bắt buộc các bạn phải có các nguyên tắc Và bắt buộc các bạn phải có những cái kinh nghiệm Để các bạn tuân thủ nó một cách tuyệt đối Nha Tuân thủ kỷ luật một cách tuyệt đối Đúng không ạ? Ví dụ như là lãi suất Ví dụ như là chốt lỗ Đúng không ạ? Ví dụ như là chốt lời Cứ 5-10% là phải chốt 5-10% là phải chốt Nhưng mà khi thị trường đi xuống thì mới biết là ai là người có kinh nghiệm, ai là người có dậy lòng tin, ai là người có cái kiến thức để mà người ta chơi đúng không ạ? Những cái thông tin tốt. Đó. Hay là một cái hình ảnh vui vui người ta hay nói là khi nước xuống đúng không ạ thì mới những người đi bơi mới biết là ai mặc quần và ai không mặc quần. Tiếp tục ạ, trong thị trường coi là một thị trường mà luôn luôn có các cái chu kỳ, luôn luôn có các sự biến động mà trong đầu tư đúng không ạ? Cho nên là càng biến động lớn tâm lý càng sợ hãi thì đó là lúc mà chúng ta lại kiếm được nhiều tiền nhất đúng không ạ và thị trường coi là thị trường mà thị trường đi lên đi xuống liên tục mỗi ngày có thể có những đồng coi tăng giảm đến vài chục phần trăm thế thì thậm chí tăng nó có thể tăng lên uh, vài chục lần giảm nó có thể vài chục phần trăm thì đó là lúc chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất và đó cũng là lúc mà chúng ta có được nhiều cơ hội nhất Chúng ta đừng tiếc nuối là ngày hôm qua chúng ta đã không mua Bitcoin, chúng ta đã không mua một cái đồng ăn coi nào đấy. Đừng tiếc nuối. Bởi vì ngày hôm qua bạn không cần tiếc nuối, nhưng một năm trước thì bạn có thể tiếc nuối. Bạn không chơi financial.org bạn có thể tiếc nuối. Nhưng ngày hôm qua bạn chơi chơi thì hôm nay bạn chưa phải tiếc nuối bởi vì hôm nay cơ hội nó vẫn còn rất nhiều. Bởi vì chúng ta luôn luôn có các cơ hội trong thị trường coi. Đúng không ạ? Nó lại lên, nó lại xuống. Luôn luôn có cơ hội. Nhưng nếu như một khoảng thời gian lớn mà chúng ta không vào thị trường thì đấy có thể là lúc mà chúng ta vào nó đã là chỗ rủi ro rồi nên là luôn nói là thời điểm đúng không ạ xác định được các cái chu kỳ và để chúng ta xác định cái cái khoản đầu tư của chúng ta nó vào có hợp lý hay không đấy chưa ạ à, lại một cái lời khuyên vẫn liên quan đến quản lý rủi ro à, tuân thủ kỷ luật nguyên tắc đúng không ạ đặc biệt là giữ tài sản nhé trong thị trường coi thì à, không mua coi này có thể mua coi khai khác không mua lúc này có thể mua lúc khác không lên lúc này thì lúc khác nó sẽ lên đừng lo quan trọng nhất là không để bị cục vốn đúng không ạ lỗ cắt lỗ lãi chốt lời tuân thủ nguyên tắc đúng không ạ giữ tài sản bởi vì khi mình không còn tài sản nữa thì mình làm sao mình chơi được thì lúc đấy là mình có cố cũng không cố được đúng không ạ đấy là cái nguyên tắc mà đã nói rồi và nên nhớ là gì ạ nên nên chuyển đổi tài sản khi sinh lời chuyển đổi tài sản khi sinh lời là lời khuyên như nào giả sử mình vào một bitcoin À, mình đánh một tháng mình sinh được hai bit mình lãi nguyên bit đúng không? Đấy, mình lãi nguyên bit vậy mình sẽ rút một bit lãi ra một bit lãi ra đấy chính là lấy về gốc đấy, sau đó mình sẽ dùng cái lãi đó mình chơi mình gọi là chơi lãi trên lãi đúng không ạ vậy cái một cái bit lãi lúc này mình sẽ chơi và nó có thể sinh lời tiếp tục hoặc là nó có thua lỗ thì mình cũng chưa bị mất tiền còn cái một cái bit gốc đấy mình rút ra rồi mình lại cho vào một cái khoản đầu tư khác an toàn hơn hoặc là mình gửi các quỹ mở hay quỹ ngân hàng hoặc là gửi ủy thác vân vân ví dụ thế đúng không ạ thế còn bạn vấn đề đấy bạn chơi hai bit bạn đánh nó sinh lời nhanh hơn cũng tốt đúng không ạ nhưng mà nếu nó mất thì mình lại mất hết đấy và sau này mình sinh lời nhiều mình sinh lời nhiều nữa thì mình phải rút tài sản ảo ra để chuyển đổi thành tài sản thật à thí dụ mình chưa có nhà thì mình mua nhà đi đấy nên mua chứ đừng nghĩ là mua nhà nó không lên nó không lên giá bằng bitcoin giữ hết bitcoin cái đấy là một cái tôi đánh theo quan điểm cá nhân của tôi tôi đánh giá là không tốt đúng không ạ nếu bạn đã có nhà rồi nhà to rồi ô tô xe máy tất cả rồi, tài sản gửi ngân hàng vân vân đủ hết rồi bạn yên tâm rồi thì bạn có thể giữ toàn bộ số tiền còn lại bằng bitcoin không sao cả không sao cả nhưng nếu bạn chưa có thì hãy rút hãy rút đồng lãi ra chuyển đổi thành tài sản thực Tất nhiên mình vẫn phải để vốn để không bị cụt vốn nhá Và đây là một kinh nghiệm rất là hay bởi vì tôi đã nói chuyện với nhiều nhà đầu tư. Trong đó có những nhà đầu tư họ đam mê và họ tin tưởng vào Bitcoin là sẽ lên được 35.000 đô, 50.000 đô la trong những năm tiếp theo. Cho nên họ cứ để đấy, họ cứ để đấy. Họ không mua bán gì cả, họ không ăn tiêu gì cả, họ cứ để đấy thôi. Và tôi thấy là khi thị trường nó đi xuống 6.000 đô la thì à, tài sản của họ bốc hơi đến khoảng độ 70%. Mà giá như họ chốt lúc khoảng độ 15 17 ngàn đúng không ạ? Họ có thể mua một miếng đất khoảng ngàn mét. Họ xây lên đấy một cái tòa nhà khoảng 20 tầng làm văn phòng cho thuê cũng đâu có tồi đâu ạ. Giá đất vẫn lên, tiền văn phòng vẫn cho thuê được. Thu phí này phí kia vẫn rất ngon mà tài sản nó luôn nằm ở đấy. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Còn cái kinh doanh cái khác thì thì tôi không nói nó có thể thua lỗ, Nếu còn mua đất xây nhà cho thuê nhà ở cho thuê văn phòng ở các thành phố lớn như ở Hà Nội, Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ không có vấn đề gì cả đất nó luôn tăng đúng không ạ hay là cứ chọn những cái chỗ đất nhà đất 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 uh, liền gần các trung tâm thương mại lớn gần vinhome gần vincom uh, gần các khu dự án lớn mà đã hình thành rồi thì chúng ta rất là ok thôi hay là mua một cái nhà mặt đường phố thái hà phố bà triệu phố gì đấy đúng không ạ một vài chục tỷ một vài trăm tỷ mua để đấy đất nó vẫn lên mà đấy, ý tôi là như thế đúng không ý tôi là hãy chuyển đổi một phần tài sản ảo thành tài sản thật giúp tôi đừng đưa tài sản thật thành tài sản nào hết nhé. À, thì đấy là cái nguyên tắc mà chúng ta kiểm soát rủi ro. Còn nếu mà chúng ta là người yêu ưa rủi ro, thích phư lưu phóng khoáng thì tôi không bàn, bởi vì tôi đã nói rồi nó không có đúng và sai, mà nó chỉ có là phù hợp với các nhà đầu tư nào đấy thôi. Rồi thì sẽ là đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đoán đúng được xu hướng của thị trường và tôn thờ vào cái phân tích kỹ thuật. Mặc dù tôi cũng có hướng dẫn cho mọi người một số những cái chỉ số kỹ thuật và cũng nói rằng là kỹ thuật cũng rất là tốt đúng không ạ nhưng mà phân tích kỹ thuật nó thường chỉ đúng trong ngắn hạn và tỷ lệ đúng của nó cũng chỉ khoảng độ sáu bảy mươi thôi Đấy. chứ không phải là không đúng hết đâu đôi khi cái cảm nhận thiên tài của chúng ta hoặc là các tin tức chúng ta có được thì chúng ta cứ có lòng tin với nó và chúng ta cảm nhận nó thì chúng ta chơi thôi đúng không ạ à, chúng ta nên đặt các mục tiêu dài hạn thay vì lãi suất hàng ngày hoặc là chúng ta hãy nên đặt các mục tiêu mục tiêu lãi suất hàng ngày thay vì dài hạn đấy là hai chiến lược dài hạn tức là gì ví dụ mình mua bây giờ là mục tiêu của mình là ba 50% phần trăm năm phần trăm một năm ok còn hàng ngày hai phần trăm ba phần trăm ok cả hai chiến lược đấy đều tốt và mình sẽ có hai khoản tiền chạy cho cả hai chiến lược đấy được chưa ạ thì như thế chúng ta sẽ đỡ bị ác mộng hơn chúng ta cũng hãy uh, hết sức lưu ý đó là uh, gì ạ uh, trước và sau mỗi một cái sự kiện lớn đúng không ạ thì uh, hoặc là những cái thông báo lớn hoặc là những cái vấn đề về pháp lý xuất hiện thì thị trường sẽ có xu hướng biến động rất mạnh biến động mạnh tức là cái sóng nó to đúng không ạ cái sóng nó to nó có thể tăng vống lên mà nó cũng có thể giảm sâu thì đây là lúc mà chúng ta có thể chốt lời được rất nhiều đúng không ạ ví dụ giảm sâu chúng ta mua vào tăng lên chúng ta bán ra chúng ta đừng tham đó hãy nhớ nhé trước hoặc là sau các cái sự kiện lớn về mặt chính trị các cái thông tin quan trọng hay là những cái vấn đề về pháp lý, đặc biệt là tin tức của chính phủ, đúng không ạ? À, hoặc là chiến tranh, hoặc là những cái vấn đề căng thẳng leo thang, giá dầu thô, giá uh, vàng, giá đô la, giá euro, đúng không ạ? À, thì rất có thể là các cái đồng tiền này nó sẽ biến động rất mạnh, đặc biệt là bitcoin, đúng không ạ? rồi ạ, đừng tiếc rẻ một cơ hội, đúng không ạ? trong thị trường kỹ thuật số thì có hàng trăm cơ hội nó sẽ đến và đi mỗi ngày, tôi đã nói rồi, cho nên là thoải mái, đúng không ạ? cứ học kỹ đi là chúng ta vào vẫn ok forex cũng như vậy chứng khoán mỹ cũng như vậy các sàn giao dịch cũng như vậy chúng ta thấy có rất nhiều cơ hội càng ngày càng nhiều cơ hội hơn đúng không ạ vâng hãy cân nhắc về số tiền mà chúng ta sẽ đầu tư tôi cũng đã đưa ra lời khuyên rồi à, thị trường coin là một thị trường rất bong bóng đặc biệt là bitcoin người ta luôn nói nhưng mà hãy nhớ rằng là thị trường bong bóng không có nghĩa là sẽ vỡ bởi vì bong bóng nó có thể rất tốt nó có thể rất dày đúng không ạ bơm 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 nó vẫn nở ra được thậm chí công nghệ nó liên tục thay đổi và nó thích ứng với thị trường cho nên bong bóng cũng không thể vỡ giả sử đấy là một bong bóng công nghệ đúng không ạ nó thích ứng được à, cho nên là rất là khó vỡ và ở thị trường coin đặc biệt là bitcoin nhiều năm nay nó cũng đã lên xuống sụt trồi và nó vẫn có thị trường và các nhà đầu tư bây giờ ném đến 500 tỷ vào thị trường này thì, thì tôi nghĩ à, thị trường quá là tốt để khó có thể sập được tôi cũng không dám nói là nó sập hay không sập Tôi không dám kết luận điều đấy Nhưng mà với kinh nghiệm và hiểu biết của tôi Thì tôi thấy rằng là tỷ lệ mà bong bóng bị vỡ thị trường Mà mọi người không còn chơi cái đồng này nữa thì rất là khó Đúng không ạ? Kể cả như Bitconnect này Các bạn thấy là Bitconnect mà khi mà nó tăng nó tăng lên 300 đô Và nó giảm xuống còn 5 đô trong vòng khoảng một ngày, một ngày rưỡi Thì vẫn có những nhà đầu tư họ mua hết lúc mà 5 đô họ mua sau đó Bitconnect nó bật ngược lại 40 đô thì 30 đô họ xả bán Họ cũng lãi gấp 5-6 lần như vậy vào một bit ra 5 bit lãi rất nhiều, rất tuyệt vời, đúng không ạ? Vâng. Đấy, và hãy nhớ nhớ rằng là đấy là cơ hội, đúng không ạ? Ước tính trên thị trường hiện nay có khoảng 90% các cái đồng tiền là ảo là không thật, ảo theo đúng nghĩa đấy ạ. Ảo thật sự hoặc là không có giá trị, ít có giá trị hoặc là sinh ra để kiếm lời của các nhà đầu tư thôi. Cho nên chúng ta cần hết sức là thận trọng khi lựa um, chúng ta cần hết sức thận trọng khi lựa chọn những cái đồng tiền này, bởi vì các cái ICO các token rất nhiều đẻ ra, à, cho nên là chúng ta cũng hết sức là cẩn thận và chúng ta lựa chọn các cái khoản đầu tư và chúng ta hãy bỏ các cái uh, số tiền nhỏ vào cái đấy, đấy cũng là một cái chiến lược rất tốt về ICO, bỏ nhiều cái số tiền nhỏ vào những cái sàn như vậy và những cái đồng như vậy, đúng không ạ? À, không ngừng học hỏi, nhá, không ngừng hỏi và thích nghi trong thị trường này phải học cách thích nghi không ngừng học hỏi liên tục đúng không ạ hãy cờ mở ra à, cái video này của anh phan anh giúp cho chúng ta được một số những thông tin cơ bản à, tôi, bây giờ tôi muốn nhiều hơn thì tôi phải đi học đi học đi học nữa đúng không ạ còn tôi muốn nhiều hơn nữa để chúng tôi phải chơi chơi chơi, chơi. đúng không ạ tham gia các hội nhóm trên facebook group trên telegram đúng không ạ rồi đi offline rồi các hội thảo chúng ta nên đến tham gia các khóa học à, hãy nhớ rằng là các khóa học ở trên mạng có rất nhiều khóa học đắt tiền thì chúng ta cũng cân nhắc đúng không ạ? Học khóa của anh Phan Anh này rất là rẻ, có vài trăm ngàn đến triệu thôi, rất là rẻ và lại có cơ hội hợp tác với anh Phan Anh nữa rất là tuyệt vời. À, tôi xin phép nói lại là tôi có rất nhiều các cơ hội đầu tư cho các bạn nhé. Nếu các bạn có nhiều tiền cũng có thể có cái đầu tư ít tiền cũng có đầu tư ủy thác, đầu tư coi ICO, đầu tư sàn, vân vân. À, tôi sẽ chia sẻ cơ hội và quyết định là của các bạn, đúng không ạ? Vâng, à, xem xét các cái tin tức ở trên thị trường bằng cái sự hiểu biết của bản thân được chưa? bằng cái kinh nghiệm của bản thân để mình soi vào đó mình phân tích xem đó là à, cái tin tức đó là thật hay giả và nó như thế nào. Ok. À, thì chúng ta phải có kinh nghiệm được chưa Đặc biệt là chúng ta phải kiểm soát lòng tham nhá. À, chúng ta phải có target về 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 phần trăm lợi nhuận và lỗ. Chúng ta phải kiểm soát lòng tham bởi vì à, chúng ta đặt cái mục tiêu là 10% chúng ta bán nhưng mà nó 11% lại cố đợi thì nó lên đến 12% Cố đợi tí nữa lên đến 15 nó kiểu gì nó trở lên đúng không nghĩ trong đầu thế xuống phát hay là lại bị mất đúng không ạ Bởi vì chúng ta mà càng thanh khoản nhanh chúng ta chốt lời nhanh thì chúng ta lại quay vòng tiền được nhanh hơn chứ còn nếu mà chúng ta cứ để chết dí bít ở đấy nó cứ tháng này qua tháng khác thì chúng ta thực ra là chúng ta đang bị lỗ đúng không ạ bởi vì cái khoản tiền đấy chúng ta thanh khoản được chúng ta chuyển sang khoản đầu tư khác thì sẽ tốt hơn rất nhiều ok đấy thì cũng có rất là nhiều các cái kinh nghiệm nữa thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn thêm ở trong các cái video các bài học tiếp theo và à, chúng tôi vẫn còn một số các bài học nữa và à, hướng dẫn các bạn thao tác hướng dẫn các bạn khớp lệnh vân vân à, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian đã lắng nghe và đã à, 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 hào hỏi một số những kinh nghiệm ít ỏi của tôi trong thị trường coin à, và thị trường tài chính và à, rất mong là những cái chia sẻ của tôi đã giúp ích cho các bạn được ít nhiều và giúp cho các bạn nắm bắt được thêm các thông tin về thị trường này và xin chúc các anh chị và các bạn hạnh phúc, mạnh khỏe và kiếm được nhiều tiền Và quản lý tiền thật tốt để ạ? Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo Xin cảm ơn